Búp bê sống Lisa gửi lời cảm ơn khán giả Việt, đăng ảnh show diễn Hà Nội. Lisa là thành viên cuối cùng trong nhóm Blackpink có chia sẻ về chuyến lưu diễn thành công tại Hà Nội. Trên trang cá nhân có hơn 96 triệu người theo dõi, cô đăng ảnh, gửi lời cảm ơn khán giả Việt Nam. Cuối tháng 7, Lisa và các thành viên trong nhóm Blackpink đã có hai đêm diễn thành công tại sân vận động Mỹ Đình. Hai đêm diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Born Pink, bắt đầu từ tháng 10 năm 2022 của nhóm. Hà Nội là điểm đến cuối cùng tại châu Á trong chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm, thu hút gần 70.000 khán giả. Kết thúc hai đêm diễn, các thành viên nhóm Blackpink rời Hà Nội ngay trong đêm ngày 30 tháng 7, trong khi ba thành viên Jisoo, Rose và Jennie trở về Hàn Quốc, Lisa có lịch trình riêng. Cô không về Hàn Quốc và hoàn toàn im ắng trên mạng xã hội kể từ đêm diễn ngày 30 tháng 7 đến chiều mùng 4 tháng 8. Lisa gây xôn xao khi chia sẻ một số hình ảnh chưa từng công bố trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội kèm chia sẻ bằng tiếng Việt, cảm ơn Việt Nam. Chỉ trong 2 tiếng đăng tải, bài đăng của cô trên trang cá nhân với 96,3 triệu người theo dõi đạt hơn 2,3 triệu lượt thả tim và gần 41.000 lượt bình luận. Nhiều khán Việt cũng nhanh chóng gửi lời cảm ơn Lisa, khen ngợi và hy vọng được gặp lại cô trong tương lai gần. Một tài khoản bình luận, Lisa, bạn rất tuyệt, Việt Nam cũng yêu bạn. Lisa, sinh năm 1997 là em út trong nhóm nhạc Blackpink. Năm 2011, mỹ nhân người Thái Lan trở thành thực tập sinh của tập đoàn IG Entertainment, một trong những tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc. Sau 5 năm học tập và rèn luyện, cô ra mắt làng giải trí Hàn với tư cách thành viên Blackpink. Người đẹp Thái Lan là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc Blackpink. Cô giữ vai trò vũ công và rapper trong nhóm. Hiện tại, Blackpink là một trong những ban nhạc nữ thành công và có ảnh hưởng của Hàn Quốc. Ngoài thành tích rực rỡ với Blackpink, Lisa cũng có sự nghiệp riêng ấn tượng. Tháng 7 vừa rồi, Money, ca khúc solo của Lisa phát hành năm 2021, đạt gần 870 triệu lượt nghe và trở thành bài hát có nhiều lượt nghe nhất trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify. Ngoài ra, theo World Music Awards, ca khúc Money của Lisa đã giành chứng nhận đĩa đơn vàng đến từ Liên đoàn ngành xuất bản đĩa HSNEP của Pháp với 15 triệu lượt nghe và tải về. Trước đó, Lisa từng có một ca khúc đạt chứng nhận đĩa đơn vàng của SNEP chính là Sài Gòn mà cô hợp tác với Jazzy Snake, Megan Thee Stallion và Ozuna. Do vậy, Lisa hiện là nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc hai lần được trao chứng nhận vàng của SNEP. Những kỷ lục mà giọng ca Thái Lan đang nắm giữ là người chiến thắng solo K-pop, nhạc trẻ xứ Hàn đầu tiên tại giải thưởng MTV Video Music Awards, người chiến thắng solo K-pop đầu tiên tại giải thưởng MTV Europe Music Awards, nữ nghệ sĩ solo K-pop đạt 1 tỷ stream, lượt nghe trực tuyến nhanh nhất trên Spotify, nữ nghệ sĩ đầu tiên của K-pop có album đầu tay đạt 1 tỷ stream, lượt nghe trực tuyến trên Spotify. Em út của nhóm Blackpink được đánh giá cao về khả năng đọc rap và vũ đạo, gương mặt ăn hình và tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng về sắc đẹp. Với người hâm mộ, Lisa được xem là búp bê sống của nhóm. Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á do chuyên trang TCCAC ở bình chọn. Một năm sau, người đẹp 9X được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TCC ở bình chọn. Lisa đang là đại sứ toàn cầu của các thương hiệu lớn như Celine, Bulgari và MAC cũng như một số thương hiệu ở quê nhà Thái Lan. Theo truyền thông Hàn Quốc, mức thù lao của Lisa là 600.000 đô la, hơn 14 tỷ đồng cho mỗi lần hợp tác với các thương hiệu. Cô cũng là nữ nghệ sĩ K-pop, nhạc trẻ Hàn Quốc có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram với hơn 96,5 triệu lượt người đăng ký theo dõi. Nữ thần tượng gốc Thái Lan hiện sở hữu khối tài sản khoảng 14 triệu đô la. Tháng 8 này, Lisa phải ra quyết định quan trọng cho bản thân và nhóm nhạc Blackpink. Theo Naver, 4 thành viên của nhóm Blackpink sẽ hết hạn hợp đồng với công ty giải trí IG Entertainment. Theo một số nguồn tin, Lisa được cho là thành viên duy nhất chưa ký hợp đồng gia hạn vì chưa có được thỏa thuận hợp lý với IG. Việc cô ở lại hay rời IG Entertainment vẫn là ẩn số, khiến nhiều khán giả hâm mộ nhóm Blackpink lo lắng. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!